Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một dự án là Kim Somon. Thì mình nhận 1 triệu token có hiệu là Kim C nè các bạn. Thì token này trong chương trình bán hàng free sale trên sàn PancakeSwap. Bạn nào có mua thì vào mua các bạn. Thì bạn nào muốn chơi free thì tiếp phần đi mô tả dưới video, mình mở Telegram ra bấm chatbot nha các bạn. Bấm nút start cho chatbot nè các bạn. Ok, mình đã ghép 1 triệu token Kim C nè bạn. Mỗi được ghép thì được 500 token Kim C nè. Rồi bấm son này góp nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn son vào kênh group follow kênh seller. Follow Twitter, subscribe Instagram. Trên kênh seller thì các bạn son xào nghe các bạn. Mình không biết nó có lướt captcha không thì các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Để mình lướt captcha các bạn. Đôi lúc các bạn làm iRoad, các bạn sơ sức, các bạn không join chào, bạn không được cấp tra thì nó sẽ không phân phối token cho các bạn nha các bạn. Rồi, các bạn xôn xào, các bạn bấm chào Ion Adbot nha các bạn. Phải mình không ta? Rồi, các bạn bấm chào Ion Adbot xong, các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn tiếp tục follow kênh seller nữa nha các bạn. Trên kênh seller nó thì các bạn xôn xào, các bạn bắt up lên nha các bạn. Chết bà mình... Tiếp tục thì các bạn follow tại Twitter xài Revit Bot nha các bạn, giao fan nè. Trên tại Twitter thì các bạn bấm theo dõi nè, các bạn xuống đây các bạn like nó các bạn. Bạn các bạn đem chạy xíu. Các bạn like nè, các bạn chia sẻ cho tại Twitter nha các bạn. Các bạn tăng vài người bạn của mình vào hoặc là để người ta có bình luận gì nữa các bạn. Các bạn dán Twitter mình vào, các bạn bấm tại Twitter nè. Rồi các bạn chờ nó tại Twitter một chút xíu nha các bạn. Ok, sau khi nó tự quyết xong thì các bạn bắt up là cái link form này nè các bạn. Các bạn vào subscribe Instagram rồi bạn bấm nút submit tên nha các bạn. Rồi, các bạn bấm tiếp tục bấm don. Sau khi bấm xong tiếp tục thì các bạn gỡ lại đường link tại Twitter của mình nha bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của mình ra nè các bạn. Mở sao nó không ra. Rồi các bạn nhấp vào bài gặp anh cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào bài gặp anh cùng nè, các bạn nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Thì các bạn tiếp tục thì các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nè các bạn. Chỗ này nè các bạn. Sau khi các bạn sao chép vào khai nhớ tạm xong thì các bạn bắt đáp lại nè. Các bạn bắt đáp lại con bot nè các bạn. Các bạn gọi nó cho bot tiếp tục đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thời gian không ăn tài. Wow. Rồi các bạn gọi cho bot tại Twitter mình nữa các bạn. Con bot này khá là đông các bạn, nó hơi đơ luôn các bạn. Tiếp tục thì nó kêu yêu cầu các bạn gửi lên đường link Instagram của mình nữa các bạn. Thì các bạn vào Instagram các bạn like subscribe nữa các bạn. Hồi nãy mình chưa like subscribe nữa. Trên Instagram thì các bạn bấm theo dõi nè các bạn. Sau đó thì các bạn lướt xuống các bạn like một bài viết của nó các bạn. Phan nó 18 bài viết nè, Phan để mình coi bài viết nào các bạn mình like quá. Các bạn xuống đây các bạn like nó một bài bất kỳ đi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào dòng thời gian này nè, các bạn copy dòng thời gian của mình lại nha tất cả các bạn. Trên Instagram thì nó có 3 cái mục này nè các bạn, các bạn bấm vào sao chép, vào khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại con bot nè các bạn. Các bạn gỡ lại đường link Instagram mình nè các bạn. Không có gì khó chứ các bạn. Rồi, wow, đứng luôn. Rồi, các bạn gỡ lại cho bot đường link Instagram mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 thì các bạn có thể dùng địa chỉ trên dí trúc collect nha các bạn. Hoặc là SafiBan. Nếu các bạn dùng địa chỉ trên MetaMask thì các bạn nhớ tích hợp mạng BNB Smart Chain Bet 20 vào các bạn. Hiện tại giá của BNB gần 700 đô cho một token các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain các bạn gửi lại cho bot nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn join vào nguồn airdrop của nó nè các bạn. Các bạn join vào đây nha các bạn. Rồi các bạn join sao nguồn airdrop Nisa các bạn, đây thì mình đã join rồi mình bắt up lại các bạn bấm don các bạn. Rồi tiếp tục nó hỏi tại Twitter có follow và retweet không, bấm set nha các bạn. Thì chờ bot phản hồi các bạn, bot này lót chậm quá.
tiếp tục thì các bạn việc lấy nên dép và chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc cần nữa các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 1 triệu tóc cần kim chi đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn gặp những video và lấy tiếp theo từ mình ha.